Dạ, tiếp tục lên văn nghệ. Em và Hồng Sa gửi đến chị bài tân cổ Giao Duyên, Ngồi Tựa Sông Đào của tác giả Loan Thảo. Có tiếng đào qua sau vườn anh ba trong thế, đã lỡ thì thôi, anh cứ chờ gió đi quang chờ dần nguyệt. Tình trẻ nguyệt lạc tàn cành ru nhẹ giấc mơ màng. Nè, lãng quảng trong mơ đó nghe anh gặp cả trăm nàng. Giờ ý chưa anh ba, bạn gái của em đó nha. Em biết cô nào cô nấy chung mình trời ơi, duyên nợ gì mà gặp ấy mà trong mơ mà anh gặp được cách chung tình, còn đi tỉnh mộng một mình anh chỉ gặp toàn là chẳng đơn gối lẻ. Cô à, nè em nói vậy đó anh nghe có được không? Trời ơi khổ quá mà cô ba. Nè tôi nói tôi thứ hai nha, chứ không phải thứ ba. Từ nãy tới giờ tôi nghe anh gọi cô ba đến mấy lần rồi. Vậy à, tôi thì tôi thứ ba thiệt, nhưng anh hai tôi đã thành gia thân. Cô hai cứ coi tôi là con được của gia đình đó. Cô thấy không, cái thứ mà cũng chấp hợp tôi con có tiền chắc hai đứa mình mới lai sinh hậu kiếp, cha mẹ cách nhà chỉ cách một dòng sông. Anh kể như thứ hai à? Dạ tôi thứ hai. Vậy thì em xin thưa anh hai à, từ nay tới giờ tôi thử anh chơi cho đi. Bye.
con rể thì tám cung lục diện. Chớ già rồi hả thì tâu bệ hạ, bệ hạ hay lê thân xó chợ đầu đường à. Ô kìa cái khăn tấm thề chỉ đi quay khăn thôi.